Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, gây ra trường gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên các khu vực này. Đêm qua mùng 1 tháng 12, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Đợt không khí lạnh này còn tiếp tục được tăng cường vào chiều tối và đêm ngày mùng 3 và sẽ tăng cường mạnh hơn vào ngày mùng 5. Khoảng ngày mùng 9, ngày mùng 10 thì các khu vực trên có khả năng lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Thời tiết duy trì trạng thái mưa và rét nên sẽ ảnh hưởng xấu đến việc khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân vùng biển phía Bắc. Trong khi đó, thì khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình, trời ít mưa nên rất thuận lợi cho các phương tiện hoạt động trên biển. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, sau khi tràn xuống nước ta từ chiều tối và đêm qua thì bộ phận không khí lạnh đã gây thời tiết xấu cho khu vực vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay, trên toàn khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt trên biển. Xu hướng sóng gió mạnh còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, sau đó sẽ giảm nhẹ. Tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, ngày hôm nay có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Do sương mù xuất hiện trở lại nên trong giai đoạn một vài ngày tới, tàu thuyền hoạt động trên khu vực này sẽ không được thuận lợi. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, ngày hôm nay tại đây thời tiết ổn định, có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển ổn định, tàu thuyền đánh bắt có thể hoạt động bình thường. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, thời tiết ổn định, trời hầu như không có mưa, gió hướng đông bắc hoạt động cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động khai thác, đánh bắt và du lịch. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, trời có nắng nhiều hơn. Trên vùng biển này, mưa chỉ có ở mức một vài nơi, với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Giữa trưa do trời nắng oi nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngư dân. Thời điểm này thì nghề lưới dê có thể khai thác cá thu, cá ngừ. Ở vùng biển ngoài khơi phía Nam Côn Đảo và vùng biển phía Đông của Trà Vinh, nghề lưới kéo có thể khai thác các loại cá đáy, mực, tôm ở vùng biển phía Tây Côn Đảo và vùng biển phía Đông Trà Vinh. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại khu vực biển này thời tiết ít biến động, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Trong thời gian này thì mực nang sẽ cho sản lượng cao ở khu vực phía tây nam đảo Phú Quý và phía tây nam của Côn Đảo. Tại vùng biển vịnh Thái Lan, thời tiết đang chuyển tốt hơn, trời giảm mây, giảm mưa và nắng nhiều. Ngày hôm nay thì trời chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, không khí lạnh di chuyển xuống đã gây ảnh hưởng xấu đến chế độ thời tiết của vùng biển Bắc Biển Đông. Ngày hôm nay thì trên khu vực này có gió đông bắc mạnh cấp 5, phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của tàu thuyền xa bờ. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây thời tiết ổn định, trời tạnh ráo và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Mực đại dương cho sản lượng khai thác rải rác ở vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, tại đây thời tiết ổn định, trời nắng và ít mưa, dạng mưa rào và dông ở một vài nơi, với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.